Năm 1992, ngay sau khi tái lập tỉnh, Ninh Bình đã xác định rõ những lợi thế về tài nguyên du lịch. Tuy nhiên, muốn phát triển được ngành công nghiệp không khói này thì điều kiện tiên quyết là phải có được hạ tầng giao thông đồng bộ, tương xứng với tiềm năng. Vì thế, trong 30 năm qua, tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo đà để Ninh Bình trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trong không khí sôi nổi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh, trên công trình đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1, công nhân, kỹ sư, nhà thầu thi công đang nỗ lực để hoàn thành theo đúng tiến độ. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển, kết nối các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, phục vụ kinh tế xã hội, mở ra cơ hội cho du lịch biển phát triển. Năm 2021 thì ban được tỉnh ủy, ban tỉnh giao triển khai một số công trình trọng điểm để phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Cụ thể đấy là tuyến đường bộ ven biển, một số tuyến đường kết nối khu kênh Gà Vân Trình, Bãi Đính Ba Sao, và tuyến đang chuẩn bị đầu tư là tuyến trọng điểm là tuyến Đông Tây của tỉnh Ninh Bình. Sau 30 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh nghèo, cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém, chỉ có hai tuyến quốc lộ huyết mạch là quốc lộ 1 và quốc lộ 10 được trải thảm nhựa nhưng vẫn nhỏ hẹp, năng lực vận tải yếu. Đến nay, Ninh Bình đã đầu tư cải tạo, xây dựng, hoàn thiện mạng lưới giao thông, hình thành nên hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối các khu điểm du lịch trong tỉnh và giữa Ninh Bình với các trung tâm du lịch lớn của cả nước. Nhiều công trình giao thông có quy mô lớn, mang tính đột phá đã được đầu tư, phát huy hiệu quả cao, tạo diện mạo mới cho quê hương. Hệ thống hạ tầng ngày càng phát triển đã góp phần thu hút đông đảo du khách về với Ninh Bình. Từ chỗ chỉ đón được 122.000 lượt khách với doanh thu khiêm tốn 8,55 tỷ đồng vào năm 1992, thì đến năm 2019, Ninh Bình đã đón được 7,65 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng gần 250 lần. Ninh Bình trở thành một trong 15 tỉnh, thành phố có lượng khách du lịch lớn nhất cả nước. Chúng tôi tập trung vào nâng cao phát triển cái cơ sở hạ tầng, hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ để kết nối các khu điểm du lịch với nhau, tạo điều kiện để có thể khai thác tốt các giá trị của tài nguyên. Và một trong những cái giải pháp nhiệm vụ quan trọng đó là chúng tôi tập trung phát triển ba khu, ba tuyến và một trung tâm. Ba khu thứ nhất là khu du lịch kênh Gà Vân Trình, đây là một trong những khu du lịch phức hợp mà có nhiều các loại hình dịch vụ được phát triển trong đó. Thứ hai là khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An. Khu thứ ba đó là khu Vân Long Cúc Phương. Hiện nay thì đây là vì nó là hai khu bảo tồn thiên nhiên nên chúng tôi kết hợp nó là một trong những cái để khai thác những giá trị đa dạng sinh học để phát triển những cái loại hình du lịch mới. Quan tâm phát triển hệ thống giao thông đã tạo đòn bẩy quan trọng để Ninh Bình khẳng định vị thế và khai thác hiệu quả tiềm năng, đưa du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn cho ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động.